Chào các bác nha, hôm nay là chủ nhật ngày 2/10 các bác ạ. Bác nào đam mê đánh phạt của lưới các bác ạ, em quay video trả hàng cho lưới với chìm xốp là tuyên các bác nha. Em mua cái lưới phạt để đánh cho con này. Đây các bác này, thành quả đây này, em quay cho bác xem này. Lưới bao nhiêu con các bác này? Một này các bác này. Hai này. Chỉ có hết lưới này các bác, hai này, các bác, ba này. 4 này. 6 con này các bác này. Đẹp đánh trên bờ A các bác. 6 con này. 7 này. Đây con cỏ trắng các bác này. 8 này. Đây con nữa các bác này. 9 này. Trả hàng cho lưới với chim của số đầu tiên các bác nhé.